ơi, chào mừng mọi người đã trở lại với Tép TV. Thật sự ra là trong những cái video này á, là mỗi nơi như vậy á, là Tép quay thì Tép sẽ bỏ lên mỗi một chỗ là một cái video khác nhau. Vì vậy là hồi sáng giờ là Tép đi Chinatown, xong đi chùa, đến bây giờ là Tép sẽ đi dạo một vòng ở biển. Thấy ở đây không? Dừa quá chừng dừa luôn nè. Cây thấp thấp trái không? Bán mấy cái đồ xe đồ ăn seafood dừa nè, nguyên cái hàng dài này là dừa không nè. Cái này bên Cali không có thấy được mấy cái này, tại vì ở bên Cali không có dừa, không có mấy cái cây dừa như thế này. Ở đây với lại ở bên Florida thì sẽ thấy dừa. Bây giờ Tép đang đi ra biển để chơi, nhưng mà trời mưa như thế này không biết là chắc đợi cho trời mưa tạnh một tí xíu. Anh đậu mấy cái chỗ này đi ra ngoài phía bãi biển, phía sau đó cũng có biển đi. Mới này biển cái chết mày đi tắm á. Mưa đêm hay không? Mưa mà. Mà đồ ăn chỉ mà không được. Đó, biển nè. Đúng biển rồi. Đây nè. Mọi người ơi, đẹp quá, cái đảo ngoài đây mới đẹp nè. Đây nè, mà trời đang mưa. Không mưa là Tép sẽ đi ra ngoài, Tép quay cho mọi người xem rồi. Trời đang mưa ha. Đẹp quá, đẹp. Đi cái chỗ quẹo vô. Có không? Dạ. Đó đó, ở trên đây có cái chỗ bãi đậu xe nè. Chỗ quẹo không nè. Không có anh ơi. Em quẹo đại luôn à. Lên lên lẹ luôn. Ai cũng đậu vậy mà. Ây dạ. Em mới đậu mà. Bây giờ là Tép tìm được chỗ đậu xe rồi. Mình đậu trên lẹ luôn. Đây nè. Đó. Giờ đi thẳng ra biển ha. Biển đẹp. Và đi có mấy cái cục đá này nên là không có đem giày để mà lội xuống dưới đó, chỉ mang đôi dép thôi à. Để đi lại ha. Chút nữa là té rớt găng luôn á. Trơn nha anh, cẩn thận nha, em sắp té nãy á. No,
con đó, xong ảnh kêu là em con cua kìa, con cua kìa. Ây da, nó chơi bằng thai khô nước lên cao á thì cá vô nhiễm còn đi xuống á, nó xuống thấp lại á nó cá bị dính ở đây á. Ok, mấy cá này chờ nó lên nó vô nó ăn vô. Ok, cua ok đây cua cá rồi. Để sẽ quay cho anh hài lòng rồi, con cua ở đây nè, chạy vô hang nữa rồi. Một cái góc nhìn khác nữa. Hồi nãy lúc ở trên cái núi nhìn xuống nha, là cái góc nhìn khác nữa. Hồi nãy biển nhìn thẳng ra này. Mọi người ơi, bây giờ mình sẽ đi chỗ khác ha. Chỗ này gió quá trời, quen đồ gì hết. Nó ồn luôn. Thời tiết rất là thất thường luôn, vừa mới thấy nắng đó, sau đó rồi cái tép vừa bước ra, mở cửa bước ra, tính đi vô trong cái đường này nè. Ở cái khúc sâu này nó có cái biển cũng rất là đẹp,
mà trời mưa một cái thôi luôn. Anh đậu qua bên đây không có đi được, đợi chút xíu đi ha, chút xíu tạnh mưa rồi mình lại đi tiếp. Như thiệt là anh gần anh tới đây hoài chứ. Đúng rồi, đúng rồi, người ta tới đây á thật sự là chỗ này á ít có người biết. Hai cái người đi trước này nè, hồi nãy người ta hỏi ồ có phải chỗ này không, anh xã có tép nói ừ phải rồi đó. Cái ảnh nãy giờ anh nói là trời, người ta hỏi mình trả lời y như thiệt chứ, mình giống như là mình biết rồi. Thì mình cũng ăn mò đường xuống tào lao. Đúng, tại cả bên Mỹ á, bãi biển á là thuộc về là thuộc về everybody. Thuộc về dân chúng. Nhưng mà người ta xây nhà thì cho dù bít cái biển lại đi mà cũng phải để một cái đường để đi xuống cái biển. Thì cái này cái đường đi xuống là nhà của người ta nè. Hai bên nhà người ta. Nhưng mà cũng phải có cái đường để đi xuống. Thì cái biển này ít người biết lắm. Chỉ có dân địa phương biết thôi, ít người biết. Đi trước. Hơi khó đi ha. Cái đường này nó quằn quẹo. Mình đi từ sáng tới giờ luôn, cũng đói bụng rồi đó chứ. Nhưng mà thôi, đợi đi cho đói thì đói. Chiều nay mình đi ăn sushi. Chưa biết ăn gì hả? Sao chưa sáng anh nói nghe, mình chắc em đi ăn sushi mà. Mà mình chưa đi ăn, xong mới tính, ăn xong mới một cái chơi. Sắp tới rồi mọi người ơi, cố lên. Quay cái này, quay chú này đẹp. Đẹp chưa? Ai đi tiếp, chưa tới đâu. Đi. Chờ không nha anh, đi coi chừng dập mặt á. Cái này đáng lý ra là mình đi bằng giày đồ á, nó dễ hơn. Wow, đẹp chưa? Xanh tìm đã được chỗ này hay vậy anh? Sì. Tép sẽ để cái địa chỉ ở đây cho mọi người ha. Một lát nữa anh chụp cái hình nó lại anh gửi em nha. Anh chụp cái địa chỉ chỗ đây á. Hay không? Đi vô cái khu giống như khu người ta ở nha. Khu người ta ở xong nó có cái đường vô. Cái đường nhỏ xíu à. Một lát nữa tép ra ngoài tép sẽ quay. Mấy tép quay vô, cái đường đó cho đường mọi vô, người coi. Rồi tép sẽ để cái địa chỉ luôn. Cái đường vô không biết là đường nào. Ông Mập nhanh dễ sợ mới đem tới đó rồi kìa. Hello Mập. Alo ha. Có hai người này nè. Tại sao họ có thể làm được vậy? Wow. Đẹp quá. Đẹp anh hả? Này để dưới đất á, mình đi hiểu không? Cũng giờ lấy nó nặng lắm, nó chật cái này đó. Ước gì có tiền mình sẽ mua được cái nhà như thế này. Trời ơi, có cái nhà này ở đây á mà nhìn ra cái cảnh đẹp như thế này á. Nhưng mà đáng tiếc mình không có đủ tiền để mình mua. Bây giờ mình chỉ biết ước gì. Sắp hết pin rồi, gắn quay cho hết pin. Cực kỳ luôn á mọi người. Biển đẹp lắm.
thì mình sẽ đi về ha, kiếm cái gì đó ăn. Thực sự là bây giờ cũng đã sắp tối rồi mà Tép cũng đói bụng rồi, nên là Tép sẽ kết thúc video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này cùng với Tép. Và nếu như thích video này á thì nhớ cho Tép một cái like rồi bấm nút đăng ký nữa để ủng hộ cho Tép ha. Và Tép hẹn gặp lại trong những video lần sau.